Nói nhỏ lại mà ai chạy nhìn cái tôi hứa. Yeah.
chạy về nè, tao chạy nè. Đó. Lốt chạy về nữa. Đó thì lốt chạy về đó, mà đỡ được đó. Còn cái quý này chứ. Cái gì đó mà chạy nè, cú giống. Cái gì đâu hả? Các anh là dán mà là sột kè thôi chứ còn lại lại vẫn là không có vượt qua được tôi rồi. Tôi là quá mạnh rồi. Máy chạy gì đây mà mặc dù chạy theo cầu nhưng vẫn lít lít chứ. Mày giỡn với chị Kim Anh hả? Giỡn. Cãi trước thì nói sao? Ngoài rồi. Giờ nói vô trong có ủng độ nữa. Chút nữa tôi bỏ qua anh này nữa. Chết.
năm. Rồi bình duyên đoạn cuối đi. Ba năm rồi. Đăng lên. 13 15 hả? 13 15. 13 15. Ngoài. Bốn năm. Năm đều. Tình hình này thì đội anh Cường, chị Kim Anh và anh Việt chiến thắng là tốt đâu. Quanh cái vỏ trời, ở đây tôi ngoài.